Anh Đức nhận được tin nhắn từ số tổng đài ngân hàng quen thuộc mà hàng ngày anh vẫn nhận thông tin giao dịch. Tin nhắn này thông báo tài khoản của anh vừa chi trả một khoản tiền cho quảng cáo và yêu cầu anh truy cập đường link để xác thực thông tin. Không nghi ngờ vì thấy tin nhắn từ chính số điện thoại tổng đài, anh Đức đã truy cập đường link. Giao diện hiển thị giống hệt giao diện ứng dụng trên điện thoại của ngân hàng mà anh thường truy cập. Rất may là tôi có làm cái bước cuối cùng, là tôi đã gọi điện tổng đài để hỏi về cái dịch vụ này của tôi, tra soát một lần cuối cùng trước khi thực hiện. Thì được các bạn trên tổng đài thông báo đây là cái tin nhắn lừa đảo và đề nghị tôi là dừng các hoạt động mà hướng dẫn trong cái tin nhắn đó. Ngay khi nhận được thông tin, một số ngân hàng đã gửi cảnh báo tới tất cả khách hàng và khẩn trương áp dụng các biện pháp ngăn ngừa hành vi lừa đảo. Phát hiện ra được những cái lừa đảo này thì SCB ngay và luôn trên hết kênh của SCB thông báo cho khách hàng việc này diễn ra để họ kiểm soát được cái rủi ro này. Thông báo cho đơn vị kinh doanh và trung tâm 247 để họ sẵn sàng với những cái biện pháp để hỗ trợ cho khách hàng nếu khách hàng nằm trong những đối tượng mà bị ảnh hưởng. Và thứ ba là lúc mà SCB phát hiện ra được những cái đường link mà là đường link giả mạo thì SCB sẽ làm với những cơ quan nhà nước để ngay và luôn ngăn chặn những cái đường link giả mạo này. Đây là thủ đoạn sử dụng các thiết bị thu phát sóng BTS giả để phát tán thông tin. Các trạm phát sóng này nhỏ gọn, dễ vận chuyển qua các khu dân cư, phát tín hiệu với bán kính từ 250 đến 300 mét, làm nhiễu nhẹ tín hiệu 3G, 4G xung quanh trạm BTS thật, rồi truyền tin nhắn tới các điện thoại khu vực xung quanh. Khi người dân nhập thông tin và mật khẩu vào đường link, kẻ lừa đảo sẽ chiếm dữ liệu và rút toàn bộ tiền khỏi tài khoản. Đây là cái hành vi mà nguy hiểm, gây nguy hiểm cho xã hội và vi phạm pháp luật và bị xử lý về hình sự sẽ gây những hiệu quả rất nghiêm trọng, mà có thể những người mà nạn nhân chính là cái người nhà, người thân của chính các đối tượng được thực hiện hành vi này. Chúng tôi cũng cảnh báo là các đối tượng chấm dứt ngay cái hành vi này. Thiết bị thu phát sóng giả có thể giả mạo đầu số bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đều gửi tin nhắn cho người dùng. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận được tin nhắn kèm theo đường link hoặc đưa ra những gợi ý thiếu tin cậy. Người dân không tự ý truy cập vào các đường link này và có thể liên lạc với tổng đài của ngân hàng để kiểm tra thông tin.